Chào mừng các bạn đến với khóa học lập trình iOS tại Trung tâm Đào tạo Thành Khoa Phạm. Chúng ta sẽ đi qua bước số 2 là chúng ta sẽ tiến hành tạo cái app trên iTunes Connect. Thì mục đích của việc tạo app này là bạn khai báo cho Apple biết rằng thông tin app của bạn tên gì, hình ảnh ra sao, nội dung thế nào, chi phí là bao nhiêu, free hay là có phí vân vân. Đó là cái việc mình tạo app. Thì bây giờ tôi sẽ tiến hành tạo app như sau. Các bạn đi vào website developer.apple.com. Nếu như mà bạn thấy lạ quá mình không biết đứng ở đâu thì bạn có thể cứ đi về trang gốc cho tôi, developer.apple.com. Các bạn vào Member Center. Thì để tạo app các bạn nhìn cho tôi một iTunes Connect, các bạn chọn đó. Và tôi lưu ý nhắc lại một lần nữa là bạn phải sử dụng Safari nha. Dùng Safari. Tại vì nếu bạn dùng Firefox hay là Chrome vẫn được thôi, nhưng mà rất có khả năng là khi mà log in thành công nó không có chuyển hướng qua cái màn hình này cho bạn. Đôi khi Apple nó hay bị lỗi như vậy, nhưng mà Apple chạy rất ổn định trên Safari. Rồi, thì sau khi các bạn vào iTunes Connect, tôi nói thêm, ví dụ như trong một Sales and Trends sau này mình có thể theo dõi cái doanh số của app mình ở đây. IS để quản lý cái quảng cáo trong cái app của mình. Agreement Tax and Banking, trong đây thì mình sẽ khai báo cái thông tin tài khoản ngân hàng sẽ được nhận tiền và mình sẽ có một số cái hợp đồng mình đồng ý hợp tác với lại Apple. Và cái quan trọng nhất của mình là tạo apps, các bạn chọn vào My Apps. Thì khi vào My Apps thì bạn thấy ở đây mình có một số cái app, ví dụ nó ghi là Prepare for Submission là cái app này vừa mới khai báo bước số 2 thôi và chưa có Submit, chưa có Archive. Nó ghi là rejected, có nghĩa là app này nó đang bị Apple từ chối. Bây giờ tôi tự tạo một cái app mới bằng cách như sau. Bấm vô cộng. Các bạn chọn New iOS App. Bạn đặt tên app cho mình, Spaceship. Thì trong các cái đối tượng đã hiển thị ra ở đây, cái quan trọng nhất là cái chỗ Bundle ID nha. Bundle ID có nghĩa là tôi đang tạo app và cái app này phải ứng với lại cái identifier mình tạo lúc nãy nha. Thành ra là chỗ bên đồ ID các bạn làm chậm thôi, bung ra và tìm cái lúc nãy tôi tạo là cơm khoa phạm VN Spaceship 2015. Nó chính là cái identifier mình tạo bước số 1 á. Chọn đó. Rồi bạn cứ khai báo đầy đủ các thông tin trên này nha. Ví dụ như ngôn ngữ của bạn có liên quan, chỉ làm tiếng Anh thôi bạn chọn English. Nếu tiếng Việt thì bạn chọn là Vietnamese. Rồi, version thí dụ mình để 1.0. SKU là bất kỳ một cái mã gì đó, ví dụ như là game của Khoa Phạm 01. Thì SKU là cái mã số bạn phân biệt giữa app này với app kia, thì bạn đặt cái gì cũng được, không được bỏ trống thôi. Như vậy trong màn hình này quan trọng nhất là cái bên đòi đi nha. Nghĩa là cái app mình đang tạo nó ứng với lại cái identifier lúc nãy bước số 1. Rồi, create. Đấy, thì nếu như hệ thống tạo thành công thì bạn thấy là trên Apple nó đã tạo ra cho mình cái app tên là Spaceship. Và nó đang để trạng thái mình là Prepare for Submission, nghĩa là nó đợi cho bạn thêm dữ liệu đầy đủ thành công. Và sau khi bạn làm tất cả rồi bạn chọn vào Submit Review thì lúc đó Apple sẽ kiểm duyệt cái app của mình. Phải đợi cho Apple nó kiểm duyệt. Nhưng mà trước khi bấm Submit thì bạn nhớ là điền đầy đủ thông tin. Thì quan trọng nhất là trong một version và pricing, trong đây mình sẽ khai báo giá. Thì bây giờ trong một version thì bạn khai báo cái gì, kéo xuống. Thứ nhất là bạn khai báo các cái hình ảnh liên quan tới cái app của mình. 3.5 thì cách khai báo hình ảnh như sau. Các bạn nhớ là ban đầu tôi có yêu cầu bạn chuẩn bị hình ảnh á, thì bạn mở cái thư mục đó lên thì bạn để ý 3.5 nó chính là iPhone 4S. Bạn nắm iPhone 4S, bạn kéo vào, mình đợi nó submit. Đấy, như vậy là nó vừa up cái hình đại diện app mình lên 3.5 và tối đa là 5 tấm nha. Tương tự 4 inch là iPhone 5, tấm hình iPhone 5 bạn kéo qua. Rồi 4.7 là iPhone 6. Rồi 5.5 thì bạn thấy tôi nói thêm ở đây là nó ghi là tối đa là 5 tấm nha.
Rồi, nói thêm một điểm nữa là ngoài hình ảnh thì bạn cũng có thể là kéo video qua, nghĩa là bạn làm xong bạn quay phim lại cái clip của bạn và bạn kéo lên, thì nếu như bạn có video thì Apple sẽ kiểm duyệt nhanh hơn. Ở đây là 5.5 ha, 5.5 là 6 plus, 5.6 plus kéo qua. Trong khi chờ nó chạy, tôi nói thêm, nếu như tấm hình này mà không đúng kích thước của 6 plus, chỉ cần bạn nhích một pixel thôi là nó không cho bạn upload lên, nó chặn bạn lại ngay chỗ này luôn. Thành ra tôi yêu cầu bạn là khi chụp hình đó là bạn chụp từ máy ảo là như vậy nha. Rồi, mình đợi tí xíu nữa. Rồi, cuối cùng là bên iPad. Chọn tấm của iPad kéo qua. Ok. Làm tới đâu thì mình bạn lưu ý bạn kéo xuống còn rất nhiều nữa, nhưng mà làm tới đâu bạn nhớ bấm save lại để cho nó không có bị mất những gì nãy giờ mình làm nha. Rồi, mới save lại chứ chưa submit nha bạn, lưu ý cho đó. Nghĩa là lưu lại những gì nãy giờ mình cấu hình thôi, chứ còn chưa tiến hành submit nha. Rồi, kéo xuống. Kiểm tra cái đi lướt của 3.5 nè. Đó, 4.5 chấm, bạn thấy là nó hiển thị hết rồi. Tiếp theo, cái thông tin tiếp theo bạn cần khai báo. Name là tên app, khỏi nói nữa. Cái description thì bạn phải khai báo cái thông tin nhỏ nhỏ, tại vì khi mà khách hàng vào iTunes chọn cái app của mình á, thì ở phía dưới nó hiện ra cái mô tả. Ví dụ tôi ghi làm giới thiệu về ứng dụng của bạn, hoặc là bạn để một cái thông tin giới thiệu về thông tin của bạn, ví dụ như là khóa học lập trình iOS tại trung tâm đào tạo tin học khoa phạm website. Đấy, một vài cái thông tin giới thiệu về mình nha. Keywords thì những cái thông tin nào mà liên quan tới app của mình đó bạn để vào, như là khách hàng vào iTunes khi mà người ta search từ khóa nào có thể hiện ra app mình á, thì bạn để vào, ví dụ như là game phi thuyền hay là bắn máy bay, ví dụ vậy, bắn máy bay vân vân, thì cái này không nhất thiết phải nhập nha. Nhưng mà nếu bạn nhập thì khi khách hàng search từ khóa này thì khả năng ra app mình cao hơn. Support URL thì một cái app hoàn chỉnh thì bạn phải tạo ra một cái website riêng và có một cái trang riêng để dành cho support khách hàng, những người đang sử dụng app. Thì nếu có thì bạn để vào, còn nếu chưa có thì bạn có thể tạm thời để cái website của riêng mình cũng được, hoặc là bỏ luôn cũng không sao. Rồi, marketing URL nghĩa là bạn phải làm trang web quảng cáo về app của mình để lên lên. Policy nghĩa là ví dụ như là bạn làm một cái trang web riêng, bạn ghi là các quy định sử dụng app. Ví dụ như là sử dụng app thì không được nói những thuật ngữ mà nhạy cảm, hay là dùng app không được chia sẻ bài bạ gì đó, thì bạn để cái đường link tới cái policy của mình nha. Rồi, nếu như app của mình có viết trên Apple Watch thì bạn buông ra và bạn khai báo thông tin về nó. Còn nếu không dành cho Apple Watch thì khỏi, đồng hồ đó. Đây, kéo xuống. Tiếp theo, cái mục app icon thì lúc này mình mới cần tới cái hình đại diện. Thì cái app icon này mới thật sự là cái hình sẽ hiển thị nè. Thì mình sẽ cần tới cái tấm hình là 1024x1024 mình có chuẩn bị sẵn ở đây. Và tôi nhắc lại là tấm hình này không được cái nền trong suốt nha. Rồi, nắm kéo qua, thả vào trong cái ô app icon này. Ok, good. Nếu mà nó báo lỗi đỏ thì bạn bình tĩnh đọc coi nó nhắc bằng cái gì, rồi bạn sửa hình lại, rồi bạn nắm kéo qua lại ha. Thì đây là hình đại diện của game của mình. Version 1.0, rồi category nghĩa là cái game của bạn thuộc cái danh mục nào, ví dụ như tôi đang học hay là đang giải trí gì đó, chọn entertainment. Rồi, mục rating có nghĩa là bạn nhấp vào rating thì nó sẽ bật ra một cái màn hình mới. Bạn phải khai báo những thông tin về app của bạn cũng là rất quan trọng nha. Bấm vào edit để rating đó. Thì nó sẽ hỏi bạn là game của bạn có cái hình ảnh hay là hình ảnh gì bạo lực không. Nếu có thì phải check vô đây. Còn nếu mà bạo lực dữ dội thì phải chọn vô đây. Còn game là bắn máy bay không à, bạn chọn cho non. Tương tự violence non, không có bạo lực nè. Humor là có yếu tố kinh dị á, để vô.
kinh dị sợ hãi thì phải để vô nếu có ha. Medical treatment thì cái này cũng rất là quan trọng, những cái app nào mà liên quan tới sức khỏe, ví dụ như bạn viết những cái app mà hướng dẫn sử dụng thuốc gì đó để điều trị sức khỏe để tiểu đường chẳng hạn, thì bạn phải khai báo vào là có ha. Rồi cẩn thận, những bạn nào mà làm app về thuốc hay gì đó hay là điều trị sức khỏe liên quan sức khỏe con người thì nhớ chọn vào nha. Rồi tôi không có. Alcohol, tobacco, rượu nè, thuốc lá nè, thuốc phiện nè, có và check vào. Có không có cá độ ha. Không có yếu tố sexual. Rồi không có hình ảnh gợi cảm. Rồi ok, nói chung là trong màn rating bạn chọn non hết và nó ra thống kê cho mình. 4 cộng nghĩa là app của mình 4 tuổi trở lên là chơi được rồi. Còn nếu mà làm cho con nít chơi nữa thì bạn phải check vào Made for Kids. Rồi, để mặc định vậy nha. Done. Thì như vậy là tôi vừa rate cái app của tôi xong. Rồi sau đó bạn nhìn quanh phải thấy copyright. Ví dụ như game này thiết kế bởi Khoa Phạm.vn 2015. Thông tin của bạn ha, hoặc là tên công ty chẳng hạn. Thông tin họ tên của mình, họ tên, địa chỉ ha, 90 Lê Thị Riêng, phường Bến Thành, quận 1, Hồ Chí Minh. Rồi phone number, địa chỉ email. Thì đây là những thông tin mà liên hệ cá nhân của cái app này thôi. Rồi kéo xuống bạn sẽ thấy mình có một bill. Một bill này là như vậy nè, tạm thời không làm được, bỏ trống đó. Lý do bạn phải làm xong cái bước số 4, có nghĩa là bạn đi VS Code, bạn submit cái app mình lên đây, thì lúc đó mình mới quay lại đây, mình mới chọn cái bill. Thì bill này nghĩa là chọn cái sụt mà đang nằm VS Code của mình á, thì tạm thời mình dừng lại, mình không làm. Chút nữa mình quay lại mình chọn bill. Thì sau khi mình chọn cái lần bill này xong thì lúc đó bạn mới submit lên đây được nha. Rồi hiện tại là mình khai báo cái thông tin chung về app mình thôi. Kéo xuống app review information, nghĩa là cái thông tin tài khoản của cái người mà kiểm duyệt app á, bạn để vào. Thí dụ như app của mình phải đăng nhập vào mới xem được thông tin chẳng hạn, thì bạn để cho Apple một cái tài khoản để mà người ta dùng cái này để mà người ta test ha. Đó rồi nếu có ghi chú thì nói thêm với Apple bên này. Bạn check vào hai cái thông tin này, auto release. Rồi xong. Thì đó là tôi vừa khai báo xong cái nhóm version, tôi bấm sale lại nha. Tiếp theo tôi đi qua một pricing để mà tôi chỉnh cái giá cho nó. Thì cái pricing bên đây á, ở đây nó không cho mình chọn giá ở chỗ này mà nó cho mình chọn những cái tier. Thì muốn biết những cái tier này á, như thế nào thì bạn chọn vào view pricing matrix. Thì bạn xem cái bảng giá của nó. Ví dụ như là tier 0 có nghĩa là free, khách download cái app này về không tốn tiền. Tier 1 là tốn 0,99 đô la, tier 4 là 3,99 đô la. Nếu bạn chọn tier 4, nghĩa là mỗi lần khách hàng người ta muốn cài app của bạn là người đó phải tốn 3,99 đô la. Và cái tier mà cao nhất là tier 87 là 999 đô la, nghĩa là gần 1.000 đô á. Bạn chọn tier 87 cũng được, nghĩa là mỗi lần download tốn 1.000 đô. Rồi, thì bây giờ app của tôi là app free. Thành ra là tôi buông ra, tôi chọn cái tier là free và bấm save. Xong. Sau đó các bạn có thể quay về một My Apps. Thì bạn sẽ thấy ngay cái thông tin, tôi đợi tí xíu cho nó hiển thị. Đây là cái app Spaceship tôi vừa mới cấu hình. Và lưu ý, cái Spaceship này nó chỉ mới có thông tin thôi. Mình còn thiếu cái quan trọng nhất là cái phần mà build. Build có nghĩa là cái sụt mà VS Code mình submit lên. Thì sau khi bạn chọn cái sụt này xong, bước cuối cùng là bấm submit. Bấm submit for review có nghĩa là bạn đang đưa lên App Store đó. Rồi như vậy là tôi hoàn tất cái bước số 2, cấu hình cho Apple rằng biết rằng là tôi vừa muốn làm một cái app tên là Spaceship. Cảm ơn bạn đã theo dõi video clip.